Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên đánh giá, review các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu đã qua dùng hàng bãi. Và hôm nay em sẽ đánh giá cho các bác và giới thiệu cho các bác về một chiếc xe đạp hiệu của Pháp, địa hình Chopit. Con này là cấu hình rất là ngon trong tầm giá. Đấy, thì bây giờ em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe cho các bác xem. Con này là Chopit Martin các bác nhá. Địa hình Chopit Martin Matilez, hiệu của Pháp Martin. Về phần sơn thì có một cái vết xước nhỏ nhỏ ở đây, chủ cũ cũng lấy một tí sơn đỏ đính vào. Về còn đâu tổng thể thì là màu đỏ em rất là thể thao, đẹp. Tổng thể thì không có vết xước nào đáng kể to cả. Còn về phần khung sườn thì rất là chắc chắn. Quay kỹ cho các bác xem. Màu đỏ đen rất là thể thao luôn. Giảm sóc thì lực dầu. Xe được trang bị bộ tay chuyển số Shimano DR. Và đặc biệt đó là bộ phanh dầu Magura. Đây là một bộ phanh dầu hàng hiệu, hàng cực kỳ cao cấp, dùng để nâng cấp. Nó còn cái độ ăn và cái độ nhạy chính xác của nó còn tốt hơn cái bộ phanh dầu của Shimano rất là nhiều. Các bác nào mà chơi dòng leo núi, dòng đổ đèo thì không còn xa lạ gì với cái phanh hiệu Magura này cả. Đây là một hiệu phanh hàng hiệu mà cái dòng Chopit địa hình này em cũng bán qua mấy con rồi, là đều được trang bị cái dòng phanh Magura này. Các bác nào mà có cơ hội trải nghiệm cái dòng phanh này thì cảm thấy nó bóp, nó êm và nó ăn rất là mượt hơn so với dòng Shimano rất là nhiều. Đây, gạt đĩa của xe được trang bị là gạt đĩa DR các bác nhá. Đấy. Đùi đĩa là đùi đĩa trục rỗng Pro Wheel, rất là phổ biến rồi. Đề là Shimano DR Deep 10 tầng. Meyer Joytech. Rất là bon. Lốp là lốp 26 x 195 các bác nhé. Đây cỡ lốp ạ. 26 x 195. Lốp 26 Joytech, phanh dầu hàng hiệu Magura, trang bị full group Shimano DR 10 lít 3 đĩa cho xe có 30 tốc độ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc khung để cho các bác xem size nhé. Size của chiếc khung là từ tâm trục đạp đến tâm cọc yên là 39 cm. Đâu ở đây nó ghi là 15 inch đây, 15 inch đây. Đấy. Chiều ngang, chiều giống ngang là từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ cốt là 54 cm, 54, cao là 48-49 gì đấy. Thì con này nó phù hợp với các bác cao từ 1m63 cho đến 1m75 là đi phù hợp con xe này. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ
những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động của chiếc xe chuyển số chuyển má này, nó có êm vừa không nhá. Đây là trang bị Shimano Deore đây, chuyển số cũng rất là mượt, dành cho các bác leo núi chuyên nghiệp bán chuyên mà kinh phí gọi là vừa phải đó. Các bác dùng con này đi là rất là hợp lý, hoặc các bác nào đi thông dong trên phố và muốn êm ái chọn dòng này cũng rất là ok. Đấy, xuống đĩa rất là mượt mà các bác. Shimano Deore đùi trục rỗng trọng lượng nhẹ, xe rất là bon, tổng thể chuyển số chuyển má chuyển lít rất là ok luôn. Vâng, xe có giá rất tốt bên em là 7,9 triệu. Với 7,9 triệu là các bác sở hữu một chiếc xe địa hình Chopit Full Deore 10 lít 3 đĩa 30 tốc độ, phanh dầu hàng hiệu Magura cho hiệu quả phanh cực ăn, và có giá 7,9 triệu bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì hãy nhắn Zalo số điện thoại 0975 709 943. Ngoài ra các bác nhớ đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các xe đạp khác em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.